Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Nhân đây thì em cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và chia sẻ cùng Vinh Lâm TV nha. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Bến Bình Đông. Bên tay trái chúng ta đó là kênh tàu hũ năm xưa, và bên tay phải chúng ta đó là một cái dãy nhà thời xưa, nhưng mà bây giờ họ đã xây dựng lên hết rồi. Có lẽ đây là cái căn nhà mà của cô chú Theo Lê hay về ở nè, 501 Bến Bình Đông, cửa hàng Nam Thạch. Thì hành trình hôm nay em sẽ dẫn bà con mình cùng đi với em đến một cái nơi, một cái con đường mà có lẽ những anh chị và các bạn ở bên quận 8 này chắc ai cũng biết ha. Đó là cái đường Tùng Thiện Vương. Đường Tùng Thiện Vương thì nói dài từ Bến Bình Đông cho đến cầu Nhị Thiên Đường. Rồi bây giờ thì hành trình chúng ta sẽ bắt đầu nha. Chúng ta đi từ cái Bến Bình Đông và đi đến cái đường Tùng Thiện Vương. Theo hướng thẳng camera đây, chúng ta sẽ đi về cầu Chà Bà. Phía trước chúng ta đó là cầu Chà Bà. Con đường Bình Đông, Bến Bình Đông này ngày xưa rất là ngập lụt, nhưng mà bây giờ có cái dãy bờ kè nên khi mà chiều cường lên cũng đỡ, không đến nỗi nào ha. Bây giờ là 4 giờ chiều ở Sài Gòn, trời mới vừa mưa xong. Hôm nay là giữa tuần thôi, ngày thứ tư. Tùng Thiện Vương là một cái nhà thơ. Hình như em tìm hiểu thì nó là không là con trai thứ 10 của vua Minh Mạng thì phải. Chúng ta đây thấy đó là cái ngã ba đường Đinh Hòa, nhưng mà chúng ta đi tới tí nữa sẽ có đường để mình quẹo vô đường Tùng Thiện Vương ha. Khi mà qua cầu Chà Bà này, dưới gầm cầu Chà Bà nè. Nhân đây thì em cũng cảm ơn tất cả bà con đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh để cái nội dung càng ngày càng phong phú hơn. Thì thông qua những cái comment chia sẻ của cô chú anh chị, chúng ta vừa qua cái gầm cầu Chà Bà, và đây là trường tiểu học Lý Thái Tổ bên tay trái. Bên tay phải chúng ta, bên tay phải thì một cái dòng kênh tàu hũ năm xưa. Bên tay phải thì có một dãy nhà kho nè, chúng ta thấy dãy nhà kho rất là xưa cổ. Chính vì lẽ đó nên cái khúc mà Tùng Thiện Vương, cái đoạn này rất là vắng, yên tĩnh. Hay có thêm một cái nhà kho nữa nè. Chúng ta chưa đến cái ngã ba Tùng Thiện Vương nha. Mình đi đang ở đường Bến Bình Đông. Đang ở Bến Bình Đông, mình đi tí nữa sẽ đến đường Tùng Thiện Vương. Và chúng ta sẽ quẹo phải vào để mình đi trọn vẹn cái con đường này. Tuy là một cái con đường nhưng mà có hai cái giao diện nó khác nhau hoàn toàn, khác nhau cả không gian rồi
kiến trúc. Cái đoạn bờ đường Bến Bình Đông này đang làm lại nè, đang làm lại cái đường cống thoát nước. Anh lại đang thấy đường rất là dơ và cũng có ít người qua lại nữa. Đây có cái miếu, miếu ngũ hành bên tay phải và số 125 Bến Bình Đông. Ở bên tay phải cũng có những cái nhà kho cũ nè, địa chỉ 28A Bến Bình Đông. Ở đây không phải nói là đầu đường Bến Bình Đông ngày xưa nữa. Thì đang xây dựng đó. Thông qua những cái comment của cô chú anh chị thì em được biết rất là nhiều điều ở cái Sài Gòn xưa này. Tuy là sinh ra ở cái thời hiện đại, nhưng đâu đó chúng ta cũng có một cái gì đó về hoài niệm, về cái xưa xưa cổ cổ. Đây chúng ta đang ở ngã ba giao lộ Bến Bình Đông và Bùi Tùng Thiện Vương. Nay chúng ta sẽ bắt đầu đi vào đầu đường Tùng Thiện Vương ha. Bên tay trái là đó là cái nhà máy sản xuất nước đá. Ở bên tay phải là nhà máy sản xuất nước đá. Và bên tay trái là cái dãy nhà cấp 4. Nhà máy sản xuất nước đá này cũng rất là lâu đời. Công ty hải sản Bình Đông chứ không phải là sản xuất nước đá. Khúc này rất là nhiều cái nhà, rất là nhiều nhà kho nè. Khúc này buổi tối bán rất là nhiều lẩu. Một con đường không quá ồn ào và nhộn nhịp. Một cái đoạn Tùng Thiện Vương giao với Bến Bình Đông. Còn cái đoạn cầu Chà Bà chợ Sớm Củi thì hoàn toàn trái ngược. Vì khúc đó rất là đông và xe cộ rất là nhiều. Đây là đường Nguyễn Quyền, giao lộ Nguyễn Quyền và Tùng Thiện Vương. Lẩu Triều Châu. Ngày xưa thì khu này là nơi tập hợp của rất là nhiều, tập trung của rất là nhiều người dân lao động các nơi. Dạng như là ở tạm trên con đường này, trong đó cũng có rất là nhiều người Hoa sinh sống. Rồi bên đây là cái bến để vận chuyển hàng hóa từ lục tỉnh, Nam Kỳ lục tỉnh vô chợ lớn, nên bà con sống tạm bợ rồi để mưu sinh. Rồi sau này hình thành một cái khu phố rất là sầm uất và có rất là nhiều người Hoa sinh sống ở đây, nên chúng ta thấy có rất là nhiều nhà mà mang kiến trúc thời xưa nè. Chúng ta sẽ đi chậm để mình nhìn thấy rõ hơn con đường này ha.
em thì biết thông qua những cái tài liệu và những comment của cô chú anh chị thôi, chứ em sinh ra ở thời sau nên nhiều khi những cái gì đó về thời xưa em không có được rõ. Mong cô chú anh chị có thể comment để chúng ta cùng nhau chia sẻ nhiều hơn ha. Phía trước chúng ta đó là ngay giao lộ cầu Chà Bà và xóm Củi, chợ xóm Củi. Thì cái đường Tùng Thiện Vương này, cái khúc đằng kia là mình không có qua được, nên mình phải vòng vòng xuống chân cầu ha. Vòng xuống chân cầu để đi qua bên kia đường. Đây, trước mặt chúng ta đó là cầu Chà Bà. Cái cầu Chà Bà này lúc nãy chúng ta có đi dưới gầm cầu á, bây giờ chúng ta sẽ quay lại để đi qua một cái hướng bên kia của đường Tùng Thiện Vương. Bây giờ chúng ta đi qua cái hướng bên chợ Tùng Thiện Vương, bên đầu chợ xóm Củi. Bên trước mặt chúng ta đó là chợ xóm Củi, và nơi đó có đường xóm Củi, cái nơi mà có rất là nhiều kho củi ở đây. Ngày xưa những cái tên đường gắn liền với những cái công việc liên quan đến cái khu vực đó ha, nên rất là dễ hiểu. Đi thẳng hướng này mình sẽ đi ra cái con đường Tùng Thiện Vương nè. Đường Tùng Thiện Vương là con đường nó có hai đoạn, một đoạn một chiều và một đoạn hai chiều. Con đường này chúng ta không thể nào đi từ đầu đường này đến đầu đường kia một cách suôn sẻ được. Chúng ta phải đi một vòng, bởi vì nó bị cắt ngang bởi cái khúc chợ xóm Củi. Nơi đó đường một chiều và cái lên hướng lên cầu Chà Bà cũng một chiều, nên mình không đi thẳng từ A tới Z được, nên mình cũng có lòng vòng, nên bà con thông cảm nha, tại vì đặc thù con đường nó như vậy. Thẳng hướng này chúng ta sẽ lên lên cầu Nhị Thiên Đường nè, và đi qua quốc lộ 50. Đây cái giao lộ Tuy Lý Vương nè. Tuy Lý Vương và Tùng Thiện Vương, hai cái con đường nằm cạnh nhau như là hai anh em vậy đó. Hai con đường này cũng có liên quan với nhau nè. Trên cầu chúng ta đã lên đến cầu Nhị Thiên Đường rồi nè. Cầu Nhị Thiên Đường 1. Thêm tìm hiểu thì ngày xưa cái cầu này của ông chủ người Hoa xây lên để đi qua cho công nhân của mình đi lại. Và cái nhà máy, ông có cái nhà máy sản xuất dầu, dầu Nhị Thiên Đường. Nên chính vì vậy chúng ta có cái cầu Nhị Thiên Đường ngày nay.
nhìn bên tay phải chúng ta có cái dãy nhà tôn và con kênh tàu hủ, nhìn rất là như ngày xưa, giống giống ngày xưa nhưng mà bây giờ hiện đại hơn rồi. Đến đây thì chúng ta sẽ kết thúc hành trình ngày hôm nay, để gửi đến các chị và các bạn những cái hình ảnh để của đường Tùng Thiện Vương và cây cầu Nhị Thiên Đường. Không hy vọng thông qua những cái hình ảnh này giúp các anh chị và các bạn gửi lên chút nhớ, chút thương gì đó về hình ảnh Sài Gòn xưa. Và ở đây chúng ta thấy ngôi chùa đó là chùa Pháp Quang. Theo hướng này chúng ta sẽ quay lên cầu lại nè, nhưng mà chúng ta sẽ đi xuống đường Phạm Thế Hiển và kết thúc hành trình ngày hôm nay. Hy vọng những hình ảnh con đường Tùng Thiện Vương sẽ gửi đến các anh chị và các bạn những cái hình ảnh về Sài Gòn xưa, gửi đến như gợi nhớ về những cái ngôi nhà xưa ở trên đường Bến Bình Đông. Cảm ơn cô chú anh chị bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Để tiện việc theo dõi cho những video tiếp theo thì các anh chị bạn có thể nhấn cái nút đỏ và hình cái chuông, để khi mà em có video mới thì nó sẽ báo lên thiết bị điện thoại cho các anh chị và các bạn, chúng ta khỏi cần phải tìm kiếm mất công. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nếu không có thông tin gì sai vui lòng các anh chị và bạn bỏ qua nha, cho em xin cái comment để em học hỏi hơn nhiều điều hơn nữa nha. Rồi bây giờ thì bye bye.